Essay 93. Tiểu luận 93. A letter to Dad. Thư gửi bố. Dear Dad, I have some good news this week. Bố thân mến, tuần này con có một số tin vui. I have been selected to play for the school football team. Tôi đã được chọn để chơi cho đội bóng đá của trường. I am over the moon. Tôi rất hài lòng. You will be able to come and watch the team play next month. Bố sẽ có thể đến xem đội thi đấu vào tháng tới. Mom said that you are coming home on leave then. Mẹ bảo là cậu sẽ về nhà trong kỳ nghỉ rồi. I have had a really good week at school. Tôi đã có một tuần thực sự tốt đẹp ở trường. I got the top mark in the history project. Tôi đạt điểm cao nhất trong dự án lịch sử. I did my project on Rome. Tôi đã thực hiện dự án của mình về Rome. As you know, I have always been interested in things to do with Rome and the Romans. Như bố biết đấy, tôi luôn quan tâm đến những điều liên quan đến Rome và người La Mã. It was really useful that Auntie Laura lives in Rome. Thật sự rất hữu ích khi dì Laura sống ở Rome. She sent me a lot of leaflets and postcards about it. Cô ấy đã gửi cho tôi rất nhiều tờ rơi và bưu thiếp về nó. They made my project more interesting. Chúng làm cho dự án của tôi thú vị hơn. I went to a birthday party yesterday. Hôm qua tôi đã đi dự tiệc sinh nhật. My friend Steven had his 10th birthday on Tuesday, but his party was on Saturday. Bạn tôi, Steven, tổ chức sinh nhật lần thứ 10 vào thứ ba, nhưng bữa tiệc của anh ấy lại diễn ra vào thứ bảy. It was a great party. Đó là một bữa tiệc tuyệt vời. The party was at a leisure center. Bữa tiệc diễn ra ở một trung tâm giải trí. There was a bouncy castle there. Ở đó có một lâu đài bouncy. We had good fun jumping in it. Chúng tôi đã rất vui khi nhảy vào đó. We also had a game of indoor football there. Chúng tôi cũng có một trận bóng đá trong nhà ở đó. I scored 2 goals. Tôi đã ghi được 2 bàn thắng. Then we had tea at McDonald's. Sau đó chúng tôi uống trà ở McDonald's. I hope you are well. Tôi hy vọng bố khỏe. Mom and I miss you very much. Mẹ và con nhớ mẹ rất nhiều. Come home soon. Về nhà sớm. Lots of love from mom and me, Peter. Rất nhiều tình yêu từ mẹ và tôi, Peter.